Thưa quý vị, thưa các bạn, chợ đầu mối có vai trò quan trọng, góp phần đáng kể trong việc phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương nói riêng và cả nước nói chung. Chợ đầu mối là nơi lưu thông hàng hóa, nơi cung cấp hàng hóa thiết yếu như là lương thực, thực phẩm, hàng hóa tiêu dùng khác, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, đồng thời tạo công ăn việc làm, gia tăng cơ hội sinh kế cho người dân và tạo nguồn thu cho ngân sách. Sự phát triển của chợ đầu mối cũng được coi là yếu tố phản ánh tốc độ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chợ đầu mối là kênh tiêu thụ hiệu quả, kết nối sản xuất với phân phối và người tiêu dùng. Chợ chủ yếu thu hút tập trung lượng hàng hóa lớn, rồi tiếp tục phân phối tới các chợ dân sinh và các kênh lưu thông khác. Bởi vậy, chợ đầu mối có vai trò đặc biệt quan trọng trong thúc đẩy phát triển sản xuất tập trung và tiêu thụ hàng hóa, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho các cơ sở doanh nghiệp trong nước. Đặc biệt, đối với mặt hàng nông sản là thế mạnh của Việt Nam, chợ đầu mối chính là nguồn cung cấp chủ yếu cho thị trường tiêu thụ tại các thành phố lớn dưới sự kiểm tra, kiểm soát của các ngành chức năng nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm trước khi đến với người tiêu dùng. Trọng điểm cho chợ đầu mối là các sản phẩm từ nông nghiệp, nông sản, từ nông nghiệp. Thì cái sản phẩm nông sản và nông nghiệp, ngoài cái việc đăng ký mã số mã vạch cho chính cái sản phẩm của mình, thì nhà sản xuất và người tiêu dùng cũng mong muốn có một cái hệ thống để có thể truy xuất được nguồn gốc. Truy xuất được nguồn gốc thì sẽ đảm bảo là cái việc mà đem lại cái lòng tin lớn hơn cho khách hàng. Đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay thì cái việc vệ sinh an toàn thực phẩm đang là cái vấn đề rất là nhức nhối trong xã hội hiện của chúng ta. Thế nên cái việc có thể là tham gia vào đăng ký mã số mã vạch sau đó là sử dụng các cái giải pháp để truy xuất nguồn gốc là có thể là một cứu cánh cho cái chợ đầu mối trong thời điểm hiện nay. Hiện nay, mặc dù các chợ đầu mối đã đáp ứng nhu cầu về không gian mua bán, lưu giữ hàng hóa trong ngày, nhưng diện tích dành cho xây dựng hệ thống kho, bãi đỗ xe và đường giao thông nội bộ cho phương tiện vận chuyển hàng hóa vẫn còn hạn chế. Một số chợ diện tích quá nhỏ đã trở nên quá tải, nhất là vào thời điểm mùa vụ, làm hạn chế lượng hàng hóa và xe cộ lưu thông qua chợ. Thì quan trọng nhất hiện nay là cái số lượng chợ đầu mối của Việt Nam cũng chưa đủ cho đáp ứng nhu cầu thị trường, đặc biệt nhất là các mặt hàng tiêu thụ, mặt hàng nông sản. Cái thứ hai là đối với các chợ đầu mối thì cái cơ sở hạ tầng được đầu tư thì chưa được nhiều, và cái thứ quan trọng nữa, kể cả những cái cơ sở chợ đầu mối đã gọi là đang hoạt động chợ đầu mối, thì tuy nhiên thì cái sức tức là cái dung lượng thì nó vượt quá cái diện tích chợ đầu mối, cũng chưa đóng cái vai trò tức là cầu nối và truy xuất nguồn gốc xuất xứ từ hàng hóa từ vùng sản xuất để đảm bảo cho chính các người sản xuất, bởi vì không chỉ bảo vệ người tiêu dùng mà bảo vệ cho người sản xuất, bởi vì người sản xuất ra giữ được cái thương hiệu, cái đặc sản của vùng miền, nhất là các mặt hàng nông sản, các mặt hàng thực phẩm. Đặc biệt, từ kinh nghiệm phát triển các chợ đầu mối của các nước phát triển trên thế giới như Tây Ban Nha, Canada, phải xác định rõ chợ đầu mối là nơi dành riêng cho những nông trang lớn. Các doanh nghiệp sản xuất nông sản, các hợp tác xã giới thiệu và bán hàng, không dành chợ đầu mối cho thương lái truyền thống dùng để ép giá nông sản. Tất cả hầu như trên thế giới, kinh nghiệm trên thế giới, chợ đầu mối có từ 10 đến 30% là hàng hóa được các chợ đầu mối giao lưu với nhau và xuất khẩu với nhau và cam kết xuất khẩu với nhau. Vì vậy mà cái hướng đi tới cũng xây dựng cái chợ đầu mối theo, thứ nhất là phải đáp ứng theo cái mình cũng học tập cái kinh nghiệm quản lý, điều hành, vận hành chợ đầu mối của kinh nghiệm thế giới. Cái thứ hai cũng coi như là học tập, nghiên cứu các kinh nghiệm về quản lý, về truy xuất hàng hóa, quản lý về kiểm tra, giám sát chất lượng hàng hóa tại chợ. Và quan trọng nhất là xây dựng những cái hàng hóa đủ đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng mà có thể kết nối giao lưu hàng hóa trực tiếp với các chợ đầu mối ở nước ngoài. Thì đấy là một trong những kênh không chỉ thúc đẩy hoạt động tiêu thụ nội địa mà còn có cả xuất khẩu hàng hóa cũng như giao lưu hàng hóa với nước ngoài. Trong điều kiện mở cửa thị trường, hội nhập kinh tế, chợ đầu mối hiện nay không những phải chú trọng phát triển về mặt số lượng mà đặc biệt cần chú trọng về mặt chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong bối cảnh mới. Bên cạnh việc mở rộng quy mô, chợ đầu mối cần chú trọng tổ chức theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, tăng cường các dịch vụ phụ trợ và các khu chức năng.